Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết là sẽ triển khai đợt cao điểm kiểm tra từ nay cho đến Tết Bính Thân 2016 nhằm ngăn chặn và giải quyết dứt điểm việc lưu thông, buôn bán và sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, hóa chất kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phấn đấu kéo giảm 30% so với 9 tháng đầu năm 2015 đối với mẫu vượt ngưỡng tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau, quả, hóa chất, kháng sinh trong thực heo, thịt gà, thủy sản nuôi, ô nhiễm vi sinh vật Bên cạnh đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng phổ biến đến người tiêu dùng một số điểm cung ứng nông sản, thủy sản an toàn có xác nhận, chứng nhận an toàn thực phẩm và sản phẩm được quản lý theo chủ thực phẩm an toàn. Đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh trong việc thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.